nhận. Đây là cái khu du lịch hôm trước mình có quay. Xa xa bên kia là tòa nhà trung tâm thương mại thế giới.
ten cao, dài dài cao cao đó, và trung tâm thương mại thế giới đó, World Trade Center. Và đây là cái đảo mà họ tạo lên nhân tạo nha các bạn. Đây là cái đảo nhân tạo nha. Mình sẽ đi đặng lên trển, mình sẽ quay cho các bạn xem cái đảo nhân tạo. Nhân tạo đó các bạn. Họ mới xây xong và cho tham quan. Bên kia thành phố là New Jersey, nguyên cái thành phố của tiểu bang New Jersey.